Hôm nay ngày 24 tháng 9, truyền thông tin mừng cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục sinh năm 1826, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859. Dầu trăng trói gông cùng tù rạc, chén ngục hình xiền tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý chào đời năm 1826 tại họ Búng, Tổng Bình Thạnh, Thủ Dầu Một, nay là Bình Dương. Ngài là con út của ông Anton Miên và bà Anne Thường. Năm 21 tuổi, cậu được cha Tám giới thiệu với thừa sai Gioan Mịch để đi học tiếng Latin, rồi vào chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trước khi học thần học tại Benan. Năm 1855, thầy Quý hồi hương. Tháng 9 năm 1858, sau 3 năm chăm sóc tín hiểu tại các họ đạo, cha Quý được lãnh nhận chức linh mục tại Thủ Dầu Một. Cha được bổ nhiệm phục vụ tại các xứ Lái Thiêu, Gia Định và Kiến Hòa, rồi phó xứ Cái Mơn, Vĩnh Long. Với nhiệt tình tuổi trẻ, cha Quý vượt qua mọi gian khổ, đe dọa, hiểm nguy. Nếu bề trên không cản, cha đã nộp mình để cứu mạng các dì mến thánh giá. Sau cùng, cha Quý được cử về giáo họ đầu nước Cù Lao Diên, An Giang. Khi quân tổng đốc An Giang bao vây nhà ông Lê Văn Phụng, cha Quý ẩn náu an toàn nhưng ra trình diện để giải cứu gia chủ. Cha nói, tôi là đạo trưởng, ai muốn theo đạo tôi sẵn sàng chỉ dạy. Thế là cha Quý, ông Phụng và 32 tín hiểu bị xích xiền giải về Châu Đốc. Quan tổng đốc khuyên cha bỏ đạo, thầy là người thanh liêm, nhân từ, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Cha Quý trả lời, dạ thưa quan, tôi là người giảng đạo, sao lại có thể bỏ đạo cho được? Vả nữa, đây là đạo chính, chỉ dạy điều tốt lành chứ không phải tà đạo như quan hiểu lầm đâu. 7 tháng trong ngục, cha Quý an ủi các bạn tù, cử hành bí tích và cùng họ đọc kinh Mân Côi. Tại đây cha viết một bài thơ dài gửi mẫu thân, trong đó có những câu: dầu trăng trói gông cùng tù rạc, chén ngục hình xiền tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo hiếu trung thần. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án trảm quyết từ Kinh Đô về đến Châu Đốc. Hôm sau, cha Đoàn Công Quý và ông Phụng hớn hở đi ra pháp trường ở xóm Chà Và. Sau 3 tiếng trống vang, quân lính thi hành lệnh xử tử và cha Quý đi về quê hương Vĩnh Cửu ở tuổi 33. Thi hài vị tử đạo được an táng tại nhà thờ Năng Gù. Năm 1859 được cải táng về chủng viện Cù Lao Diên. Linh mục Phêrô Đoàn Công Quý được suy tôn chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.